shop mới về thêm được một ít củ đời 110, hàng zin theo xe. Giá cho củ đời 110 hàng zin theo xe là 520 một cục. Với lại được một ít củ đời hàng zin theo xe của Quen Farm 100. Giá là 300.000 một củ, đúng hàng zin theo xe nha anh em. Tất cả đời này là đời hàng zin theo xe. Bao là đời mạnh, êm, không gào, không kêu. Nói chung là đời đây mình bán là đã test kỹ, ok hết sẵn rồi. Là bao anh em lên xe là bao êm. Đời 110. Đời 110 thì 520 một cục. Đời Quen Pha là 300 một cục. Tất cả là hàng zin theo xe. Đời 110 là đít nó đít dài nha anh em. Đời 110 nè. Cái chỗ cái đít đó, cái đít nó là đít dài. Còn đời Alpha, đời Alpha 100 á là nó sẽ đít ngắn nè. Đời Alpha đít ngắn hàng theo xe là 300 củ. Còn đời 110 theo xe là 520 củ. Đây là để mình để hai cái lên cho anh em nhìn thấy là thấy biết một cái ngắn cái dài đi. Anh em thấy không? Cái đời Alpha 100 nó sẽ ngắn hơn một xí cái đời 110. Rồi, anh em có nhu cầu cái liên hệ mình để mua hàng. 0933996332. Đời zin theo xe quay Alpha 100 300.000 củ. Đời zin theo xe 110 520 củ. Tất cả là bao im bao mạnh. Đời im bao mạnh nha anh em. Bao lên xe. Nếu mình lên xe mà không im thì mình xin hoàn trả lại tiền và tặng phi cho anh em cái cục đời luôn. Đúng hàng zin theo xe. Thì nói chung á, anh em cũng biết rồi, hàng zin theo xe thì nó sẽ có giá trị hàng zin theo xe và chất lượng như thế nào. Nếu anh em chơi xe sẽ biết, hàng theo xe lúc nào chất lượng nó cũng là chất lượng điểm 10. Hàng có sẵn tại shop nha anh em.